Đấy, nhìn thấy chưa? Em đeo lên trông nó rực rỡ hẳn không? Đúng không? Quá đẹp luôn. Đẹp đẹp lắm. Ngày xưa chị học vất vả lắm, bây giờ mới làm được như này đấy. Ai, ôi dồi ôi, trông cái bàn tay của em nó sáng rực rỡ lên chưa? Sáng không? Sáng không? Sáng không? Ây, chị đã bảo rồi, cứ yên tâm dùng đồ nhà chị đi. Không ai đồ đâu có thể tốt hơn nhà chị được đâu, biết chưa? Lần sau ấy, có người khác hãy giới thiệu cho chị, nhớ chưa? Ai là móng ngon? Móng xinh, móng đẹp đây. Đảm bảo móng đẹp vô cùng long lanh, không ai đẹp hơn. Ai là móng ngon? Ai là móng ngon? Móng đẹp, móng chuẩn, mà móng tại nhà đây, giá rẻ bất ngờ. Ai là móng ngon? Sao? Ai là nhà liệu móng cái? Bây giờ, tôi nghĩ chơi đâu mà là móng. Sáng nay chị làm nhiều lắm. Nhiều lắm à? Ừ, trời ơi, đông là một giỏ này ấy. Một giỏ móng này giờ hết sạch luôn. Sao? Chị bắt đầu làm gì? Bắn móng mà bắn với cả nước jelly thế. Ơ, không biết à? Nha, làm móng này xong, khách hàng đòi lâu gì, khát nước cái gì, bán luôn nước. Bây giờ, kinh tế thị trường phải thế mới kiếm được miếng ăn chứ. Dạo này làm ăn khó khăn lắm. Ừ, em làm móng hả? Đây thế nào, trông được không? Được, đẹp. Đẹp không? Đẹp. Bộ móng này nhá là chị phải chọn lắm ấy. Riêng hàng nhà chị nhá, đảm bảo luôn. Móng xinh, móng đẹp, không ai có. Em nhìn long lanh chưa? Chọn nhá. Ừ. Ôi. Đúng rồi, em nhìn thấy chưa? Em nhìn thấy ở đâu có bộ móng nào đẹp như nhà chị không? Đấy. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Bao nhiêu tiền? Trời ơi, em nhìn bộ móng nhà chị mà em còn hỏi à? Chị em mình tình cảm bao nhiêu năm chị không bao giờ lấy đắt đâu. Yên tâm đi nhá, không phải hỏi tiền. Đẹp. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái này không phải đặt lên là nó dính mà vào luôn đúng không? Đấy là việc của chị, không liên quan đến em. Em cứ làm đi. Em làm suốt rồi. Làm rồi à? Thế thì bây giờ làm thôi nhá. Có khát nước không? Em không. Tưởng khát nước hoặc đói ăn luôn đi, bán luôn đấy. Rẻ lắm. Em chỉ mua một hai chai này thôi. Được rồi, thế để đi bán cho, bây giờ làm nhá. Trời ơi, tay dạo này xấu hẳn đi. Đảm bảo đánh bộ móng của chị vào xong nhá. Thế em chọn cái con này đi. Đẹp lung linh luôn, cái đấy phải sau. Bây giờ phải làm từ cái bé này trước. Nhìn đây này. Uầy. Em thấy có đâu có bộ móng đẹp như nhà chị không? Không bao giờ có luôn. Móng nhà chị đẹp cực kỳ luôn ấy. Xinh không, xinh không, xinh không? Xinh lắm. Đây, phải để tay lên đùi chị, để chị còn gắn được. Đây nhá. Đẹp nhá. Đấy, em thấy chưa? Làm gì có nhà ai có đâu. Nhà chị á, độc nhất vô nhị luôn. Em không thích cái kẹo bánh không burger rồi đâu. Không thích cái burger. Làm gì mà kỹ tính thế, đây nhá, kẹo này nhá. Nào, em để bàn tay lên chân chị. Đấy. Riêng á, nhà em á, đi khắp ở đây không có ai có bộ móng nào đẹp như nhà chị. Đấy, nhìn thấy chưa? Em đeo lên trông nó rực rỡ hẳn đâu. Đúng không? Quá đẹp luôn. Đẹp. Đẹp lắm. Ngày xưa chị học vất vả lắm, bây giờ mới làm được như này đấy. Ai, ôi dồi ôi, trông cái bàn tay của em nó sáng rực rỡ lên chưa? Sáng không? Sáng không? Sáng không? Ây, chị đã bảo rồi, cứ yên tâm dùng đồ nhà chị đi. Không ai đồ đâu có thể tốt hơn nhà chị được đâu, biết chưa? Lần sau ấy, có người khác hãy giới thiệu cho chị, nhớ chưa? Úi là ngược ơi. Có tí nhầm lẫn làm gì mà thế? Sao? Em giơ cho mọi người xem, mọi người đánh giá hộ chị cái bàn tay này đẹp không? Ôi siêu nhân á, hôm nay em có đẹp nhất lễ hội luôn. Tiếp tục sang bàn bên này nhá. Em lại đi chơi ở đâu ấy? Em đi hội. Đi hội ở đâu? À, không thể em ạ. Nhưng mà chị hết móng rồi, còn tạm dùng tạm đi. Lần sau chị bù cho bộ móng đẹp hơn được không? Được. Khổ lắm, hôm nay đông khách quá từ sáng đến giờ, người ta làm hết sạch rồi. Đấy, nó hơi ấy một tí thôi nhưng mà cũng vẫn đẹp mà đúng không? Ừ, dồi ôi, đẹp lắm ấy. Hộp đến nhá, nhớ giới thiệu rồi người ta đến nhà quà, đến nhà chị làm nhớ chưa? Ôi không à, tí lắm ấy, nhà chị làm đẹp cực kỳ ấy. Em thấy không, em thấy không? Hai này cùng nhau em trông. Em không thấy không thích hả? Rồi thì chị bỏ bớt ra cái. Đây nhá, làm cái này vào đây nhá. Đấy, dồi ôi, nhìn nó long lanh bàn tay chưa? Like ừ. Bởi vì không, em có biết không, ngày hôm nay nhà chị làm nhiều quá đói rồi nên là nó hơi lệch tí nhưng không sao đâu. Lệch nó lệch luôn đi em ạ. Ê, đẹp nhau. Đấy,
Ôi, em giơ cho mọi người xem. Wow, em có thấy ai có một bộ bàn móng đẹp như này không? Đấy, ôi. Thì chị phải công nhận là chị đi làm bao nhiêu năm nhưng chưa thấy ai mà dùng bộ móng mà lại đẹp như Su này. Đẹp thật, đúng không? Su do này. Móng này giống như là móng dài đấy. Đấy, nó thành móng dài luôn đúng không? Quả này em đi hội như này, xòe tay ra một phát, em xòe tiếp tay nữa ra. Mọi người nhìn nữa là thôi, gọi là chết ngất. Đấy, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Thích không? Đẹp. Một triệu. Không, đẹp không? Đẹp. Thích không? Đẹp. Đúng không? Ừ. Rẻ lắm, một triệu thôi. Sao? Đắt thế. Đắt gì đẹp như thế, có một triệu mà. 100.000 thôi. Đây. 600.000 triệu mà. Em chỉ làm gì thôi, chị đừng quá đà, làm em về đi. Để từ chị em ấy nhé, lần sau ấy chị phải lấy tiền trước, chứ ai người ta làm xong nguyên một bộ móng đẹp như thế này trả người ta có 100.000. Ừ, làm hết rồi.